finally. Some good fucking food. Who the hell are you? Did you hear me guys? Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Quy Đu Channel. Thì hôm nay tụi mình đã quay lại với series của tụi mình là Giám Thực Giám Thấp. Và hôm nay tụi mình có một thử thách cực kỳ hay và tuyệt vời, đó chính là thử thách làm lại những món ăn của tựa game đang hot đình đám của trong giới WeBuild bây giờ là tựa game Genshin Impact. Và tụi mình sẽ parody tất cả các món lại, sửa theo số sao của các món là 1 sao, 2 sao, 3 sao và 4 sao. Thì 5 sao mình không đủ khả năng làm nên mình chỉ làm những món dưới thôi. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món ăn nha. Thì chúng ta cùng đến với món 1 sao nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món 2 sao nào. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với món 3 sao. Và bây giờ là chúng ta đến với món cuối cùng, món đặc biệt nhất của ngày hôm nay, món 4 sao. Thì bây giờ chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm của tụi mình của ngày hôm nay. Thì tụi mình đã parody một cách hoàn hảo nhất có thể những món ăn của Genshin Impact. Thì các bạn hãy cùng chiêm ngưỡng nhé. Trải nghiệm những cái món trường đình đám của tựa game Genshin Impact nha các bạn. Thì như các bạn cũng biết thì đây là đũa phép của mình. Nếu các bạn có xem Harry Potter và cái đó thì các bạn đã biết đây là đũa phép của mình, nên là mình hay mang theo đó nha các bạn. Nếu các bạn hỏi đây cái gì thì chúng ta hãy ăn món đầu tiên, món 1 sao, món đỉnh cao, làm khó lắm. Đây là món trứng chiên. Tuyệt vời. Dạ không, có giả chân quá không? Thì nó chỉ là món trứng chiên bình thường thôi. Tại mình thấy nó một sao nó dễ làm nhất nên mình sẽ chọn nó để vào cái set đồ ăn này. Bây giờ mình ăn tới bắt đầu món mì ý sốt thịt nha. Nếu mà các bạn là một dân chơi mì, một người hay chơi mì á, thì các bạn nhìn các bạn sẽ biết liền. Đây là mì spaghetti. Xuất sắc không? Mặn. Tại đây mình ăn hai gói mà, nên là cho cái sốt vô nó vừa thôi, cái này mặn quá. Chúng ta cùng đến với món Thế Giới Hòa Bình. Đây. Món này món này 3 sao rất là đỉnh cao nha. Ngon, đúng là mình nấu ăn rất là giỏi nên mình thấy rất là ngon, tuyệt vời. Ok. Đây, đây là cái món đặc biệt nhất. Là món nhum tùng rán bơ. Lần đầu tiên làm luôn, mà thấy cũng rất là đặc biệt. Lúc đầu khi mà mình đã lấy tưởng cho cái tập của ngày hôm nay là mình đã muốn thử làm cái món này. Tại vì nghe nó rán với bơ, mà hoàn toàn là bơ nha, không có cái dầu, dầu này là dầu bơ các bạn. Rất thơm mùi bơ, và rất thơm mùi nấm. Vậy cái món này thì giống như mình nói mình tụi mình chúng ta cũng đã ăn rất là nhiều rồi, nhưng cái món này rất là đặc biệt. Thử, các bạn nên thử nha, ngon lắm. Và mình phải chiên cho nó cháy những cái cạnh đó, đó cho ít bơ thôi thì nó ngấm cái vị bơ và nấm rất là ngon, thì xuất sắc. Món ngon luôn á. Nấm nhum tùng. Và cuối cùng, món đặc biệt nhất của ngày hôm nay, món 4 sao. Món này rất là khó làm. Cua hoàng kim. Đây, chữ cua hoàng kim. Được rồi chưa? Rồi, chúng ta cùng thử nha.
thì mình đưa cái càng của nó các bạn. Đây. Đây cái càng. Rất sát. Hết rồi. Còn giúp mình. Đó, nó là hù giúp mình. Thì cái món này nó rất là đặc biệt, cái vị nó lạ lắm. Tại vì các bạn ăn á, ăn cua nhưng nghe vị bánh mì xuất sắc chưa? Cua nhưng nghe vị bánh mì xuất sắc. Đây là món cua Hoàng Kim, lần đầu tiên mình được ăn. Thì nếu mà có một số bạn không biết về tựa game Genshin Impact á, thì mình nghĩ các bạn cũng nên trải nghiệm tựa game đó. Tựa game đó rất là hay á, nó như là một cái game nhập cảnh đó các bạn. Và khi mà mình nhập vào cái nhân vật đó thì mình có thể đi đánh boss nè, rồi có thể mở thêm bản đồ và game rất là tuyệt vời luôn. Thì lúc đầu á, mình là một fan K-pop, nhưng sau đó mình đã bị cái thằng cameraman, đây cái thằng đang quay cho mình, nó lừa mình vào con đường review, thành ra mình là con lai nè các bạn, mình là con lai của Weibo và K-pop. Thì cái tựa game này nó cũng rất là hay, nên là cho tụi mình cái sáng tạo ở cái ý tưởng là mình sẽ làm lại cái parody của game á, về đoạn thì cũng khá là hay á. Thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể trải nghiệm ở trên App Store hoặc là trên Google Play, rất là tuyệt vời. Thì hiện tại tụi mình đã hoàn thành xuất sắc của thử thách của ngày hôm nay là parody lại tất cả các món của game Genshin Impact. Không, nói tất cả thì không có đúng, thì là chỉ là nhận một số món của Genshin Impact thôi. Thì nếu các bạn có những thử thách nào mà đặc biệt hơn, hay là muốn tụi mình parody một cái tựa game nào đó về món ăn ẩm thực, thì các bạn có thể comment bên dưới để giám đốc chúng ta sẽ thực hiện những cái thử thách mà các bạn đưa ra. Thì nếu mà thử thách các bạn hay thì tụi mình xin gửi cho các bạn một phần quà là một áo thun Mỹ của thương hiệu Nhà Len. Cảm ơn các bạn. Thì nếu thấy hay thì like, share và để lại cho tụi mình một subscribe nhé. Cảm ơn mọi người. Humbly.